Nay mình sẽ hướng dẫn anh em sẽ review cái lens cái chất ảnh của con 6D Mark 2 với lại 6D Mark 2 này với lại cái lens 50 ạt nhá. Anh em khá nhiều anh em yêu cầu. Hello mọi người, xin chào hai anh em. Mình sẽ cho anh em xem file JPEG trước nhá. File JPEG thì ở đây mình thấy cũng khá là ổn. File JPEG thì ở đây mình chụp không đèn, hôm đấy mình chụp một phim trường không có đèn. Đây cho mình cho anh em xem cái file mà mình vừa mới đăng Facebook xong. Đây là chân dung này, đây có cả chân dung cả dáng và có cả bán thân. Đây là cái file gốc của con 6D Mark 2 anh em nhé. Đây là file JPG luôn nhá. File này mình setup trên máy luôn. Thì anh em có thể nhìn thấy đây là file chân dung này. Chân dung từ từ 50. Cái này mình không chụp, không có đèn. Không có đèn, không đóm gì cả. Thì rất nhiều anh em yêu cầu mà là anh làm một cái clip về 6D Mark 2 rồi thì file gốc như thế nào và độ nét ra làm sao, chụp ngược sáng như thế nào có ngon không. Thì đây hôm nay mình sẽ xin review với anh em một cái góc ở trong phim trường trước. Tại vì là cái góc trong phim trường này nó khá là khó, ánh sáng rất là khó khi mà chúng ta chụp. Thì anh em muốn chụp đẹp được ấy thì anh em phải 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 có những cái kỹ năng nhất định. Đầu tiên là phải 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 biết được là chúng ta cần những cái gì, thiếu những cái gì và thừa những cái gì, và anh em phải cân bằng màu sắc các thứ nữa. Ở đây thì em sẽ chụp khẩu đây nha, em cho anh em xem. Ở đây em chụp ISO là 400 này, khẩu là 3.5 và cái tốc độ là 85 giây. Em cũng không hiểu là tại sao nó lại 85 giây nữa, bình thường là 80 80 hoặc là 100 nhưng mà đây nó lại là 85. Rồi, chân dung thì không phải nói chuyện rồi bởi vì quá là lét luôn ạ. Đấy, chúng ta sẽ xem cái file cả chân cả người. Cái file này em cũng chụp không có đèn luôn anh em ơi, em cố gắng em cố chụp cháy như thế để về làm Photoshop cho dễ. Thì cái file của con 6D2 này hôm đấy em để là M hay là S ấy, hình như là em để S1 ấy, có nghĩa là cái file nó rất là nhỏ. Cái file nhỏ không phải là file lớn, không phải là file chữ L. Thì anh em có thể nhìn chi tiết váy này, cái này em nên lét vào vùng mặt. Có nghĩa là cái vùng mặt của con máy này em đa số là em lấy nét trung tâm. Ví dụ như cái tấm hình này thì em lấy nét vào đoạn 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 cái khoảng khoảng này. Cái khoảng khoảng này. Thì em sẽ dê máy lên, em sẽ dê máy lên và lấy cái được cái chân váy. Đó là một cái cơ bản thôi. Nhưng mà nó cũng là một cái bí quyết để chúng ta chụp cái tiêu cự là 10 sao cho nó đẹp. Ok, thì tiếp theo là một cái bán thân nữa. Cái bán thân thì em sẽ cho anh em xem đây. Cái này em chụp ở trong, cái này em đứng ở trên một cái ghế em chụp từ trên xuống. Thì anh em có thể nhìn thấy là cũng cũng em thấy nó cũng rất là nét. Ok. 1/85 giây bạn ơi. Bạn là thợ ảnh mà bạn hỏi câu ngáo vậy. Cái chỗ này nhá, anh em nói thật với anh em là cái file của con 6D này file RAW nó đẹp thôi chứ còn file JPEG thì mình không thấy hài lòng bởi vì là nó thua kém hẳn so với file D750 tại vì file JPEG nó lát. Chi tiết cái vùng tối này nó không lên được này, nó bết nữa, nó bết không có chi tiết nhiều bằng ấy. Với lại cái file này nó là file file JPEG, mình sẽ cho anh em xem một cái file RAW. Đây là file RAW thì mình đã chỉnh màu qua rồi anh em ơi. File RAW thì mình chỉnh màu rồi, mình sẽ reset về màu gốc để cho anh em xem ảnh gốc luôn chứ không có chơi. Đây, cái chi tiết của cái file của con 6D thì vùng đen nó hơi bị lòi một chút, chắc chắn không tránh khỏi được, kể cả D750 cũng lòi hoặc là D5D3 cũng lòi bình thường. Và được cái là con này viền tím rất là nhiều anh em nhá. Đấy, viền tím này. Ngược sáng không tránh khỏi được, kể cả ly công cũng không tránh khỏi được anh em nhá. Cái này là mình chụp bằng con 50 ạt, 50 ạt nhá. Vẫn dính viền tím nhưng không sao, viền tím thì mình đã có một cái clip mình xử lý cái file viền tím cho anh em xem rồi. Mình chủ yếu ở đây mình muốn chụp cho cái chủ thể nó bật sáng lên, còn đằng sau cháy kệ nó, mình không cần quan tâm. Nhưng mà mình vẫn cứu được một số chi tiết như kiểu cái chi tiết rèm này, còn những cái phần cháy thì mình không quan tâm đến nó nhiều, mình vẫn cứ để cho nó cháy như vậy bởi vì mình thích như thế. Đây là sản phẩm mình làm ra, mình cho anh em xem luôn nhé, cái sản phẩm mà mình làm ra cho anh em xem luôn. Thì đây cái sản phẩm của mình làm ra đây, thì hai cái nó là một một cái hình. Đây là cái gốc của đây là cái mà sau khi mình sửa thì thật ra thì mình cũng vẫn thích nó cháy, có nghĩa là mình không muốn cái đằng sau nó bị. Nếu mà nhưng hôm nay có một ông anh mình, ông ấy cầm con D750 đi cùng thì ông ấy chụp như này, ông ấy chụp nó có nghĩa là nó không còn, nó vẫn còn chi tiết nguyên cái đằng sau nhưng mà mình lại không thích như thế, mình lại thích nó cháy hết cơ. Đây cho anh em xem cái D750 mà anh ấy chụp, anh chụp có đèn luôn
Nhưng mà chụp như thế này thì mình đây như này là vẫn còn chi tiết đằng sau. Đây là file của D750. Thì cho anh em xem luôn là so sánh với file D750 thì cái vùng đen của con D750 nó tái tạo lại ngon hơn hẳn. Có nghĩa là cái vùng đen của con D750 tái tạo ngon hơn hẳn là con 6D2 nhá. Anh em có thể nhìn thấy rõ luôn. Đây này. Mặc dù là D750 chỉ có 24 chấm mà 6D2 tận 26 chấm. Đây là cái file đằng sau mình vẫn giữ lại. Ông anh ông bảo là anh muốn chụp tối như vậy. Nhưng mà mình thì mình thích đẩy sáng lên chút, đẩy sáng lên chút. Nhưng mà cái nhiệt màu của con D750 nó khác với nhiệt màu của 6D. Lúc đấy mình không cầm 6D, à lúc đấy mình không được cầm D750, mình cầm 6D. Sau đây là mình sẽ cố gắng tinh chỉnh làm sao vào cho cái con D750 nó cái con 6D nó ok nhất là được. Còn con D750 thì mình không cầm nó. Thật ra thì file D750, file 6D, file RAW chỉnh không khác gì nhau luôn. Anh em nào mà bảo là em thích Kalon hay thích vì cái gì nữa, lý do gì thì anh em hãy thử trải nghiệm tất cả các dòng máy xong rồi anh em hãy có một cái quyết định cho riêng mình. Thì mình không khuyên là mình cũng không thần tượng của hãng nào cả, hãng nào ngon bổ rẻ thì mình xúc thôi nhá. Đại ca chụp kiểu gì cháy sáng phần rèm đằng sau hay vậy anh? Thì mình cứ kéo sáng nó lên thôi, còn kệ nó, giữ lại chi tiết một tí tí thôi, còn đằng sau mình không không cần thiết là phải giữ, tại vì nó xấu mình không cần thiết, mình chỉ cần râu rẻ đẹp là được. Ok, tạm thời như thế nhá, mình sẽ cho anh em xem một vài cái ảnh ở ngoài trời. Cái này là chụp bằng D750 rồi, mình sẽ cho anh em xem cái ảnh ở ngoài trời. Một số cái góc ở ngoài sân. Đây cái này thì anh em chụp bằng con 50 ạt. Đây cho anh em xem luôn một vài tấm. Đây, mình cho anh em xem một vài tấm. Anh này thì anh không chụp chân dung. Anh chụp mà mỗi phần bản thân với lại cả người thôi, chứ anh không chụp chân dung. Mình sẽ reset lại màu gốc cho anh em xem nhá. Và đây mình có kéo màu nhẹ nhẹ rồi. Đây là màu gốc, file gốc của D75 AD, là file gốc của 6D Mark 2. Ở ngoài trời thì không nói chuyện, ở trong nhà thì nó hơi lo một chút xíu thôi, còn ở ngoài trời thì tái tạo chi tiết rất là ngon. Độ nét thì không phải nói chuyện rồi. Nếu mà 50 ạt thì quá ngon. Nói chung là nó quá là ngon rồi, so với cái tầm giá tầm tầm trung như thế là ngon lắm rồi ạ. Đây này. File nó nét thì không phải nói chuyện luôn anh em ơi. File đẹp, màu đẹp. D750 chụp ra màu cũng tương tự như vậy, thậm chí màu một số góc mình còn thấy nhỉnh hơn. Đây là file mà chụp xa cả chân. Đấy, đây là cả chân nhá anh em nhá. Còn một số cái chụp ở ngoài bãi hoa thì đây cho anh em xem lần nữa. Nói chung là chi tiết nó như nhau hết, không khác gì nhiều. Mà còn thậm chí là ở ngoài trời thì cái con 50 ạt nó rất là nét và nó trong anh em nhá, nét là trong. Đấy. Thì đây là bài mà mình vừa mới review cái ảnh gốc của con 6D Mark 2 cho anh em xem nhá. Thì tổng quan lại thì xong đến tầm thời điểm hiện tại bây giờ thì mình nghĩ là 6D Mark 2 đáng mua hơn là 5D 3 luôn, chứ không phải là không. Nếu mà anh em nào mà có ý định mua thì mua 6D 2 là một này, và thứ ba nữa là thứ hai là anh em mua thì cái con 6D 2 nó có màn hình cảm ứng xoay lật các thứ nữa rất là ngon. Anh em có thể mua thêm một cái gimbal là anh em quay phim, có thể chụp sự kiện, quay phóng sự hay là quay phim cũng được, rất là ngon anh em nhá. Rồi, xin chào mọi người, mình sẽ stop cái clip ở đây. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá.